thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa Đồng Nai đón mưa to đến rất to trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Điệp khúc quen thuộc khi mưa xuống là cảnh người dân bị bẫm lội nước, một số nơi nước còn tràn vào nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Theo hệ thống đo mưa chuyên dùng Viren, tại thành phố Hồ Chí Minh, mưa to đến rất to kèm gió giật mạnh cấp 7. Một số nơi lượng mưa vượt 100mm như Hóc Môn, Cát Lái, Nhà Bè, Tam Thôn Hiệp. Trên một số tuyến đường nội ô, nhiều xe bị nước vào, chết máy. Tại Đồng Nai, mưa lớn gây ngập một số khu vực của thành phố Biên Hòa. Có nơi nước ngập vào nhà dân, đảo lộn cuộc sống sinh hoạt và hư hỏng đồ đạc. Dự báo ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác của Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ còn mưa đến ngày mai 2 tháng 9, tập trung về chiều đến tối. Có điểm mưa to đến rất to, có thể vượt 150mm, đề phòng tái diễn ngập úng, vùng trũng thấp, đô thị và lũ quét sạt lở đất ở các sườn đồi núi cao nguyên. Ngập úng sau những cơn mưa đang trở nên quen thuộc với người dân. Suốt một tuần qua, những trận mưa lớn đổ xuống liên tiếp, biến nhiều tuyến đường từ ngoại thành tới trung tâm thành phố Hà Nội thành biển nước. Có những cơn mưa lớn rất hiếm gặp, vũ lượng lên tới gần 250mm. Miền Nam thì cũng không ngoại lệ, từ thành phố Hồ Chí Minh rồi đến Đồng Nai, Bình Dương và địa Vũng Tàu, ngập úng trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Hình ảnh những chiếc xe ô tô trôi lên đên trên đường ở Bình Dương vẫn còn gây ám ảnh với nhiều người. Và nước cũng còn kéo ra tới miền biển. Chiều 28 tháng 8, mưa lớn kéo dài hàng tiếng đồng hồ, khiến 230 căn nhà trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận bị ngập. Cả vườn Thanh Long và nhà dân ở khu vực ven đường DT719B, đoạn xã Hàm Mỹ cũng bị nước nhấn chìm. Khái niệm hễ mưa là ngập lan ra tới thành phố biển miền Trung. Hai năm gần đây, Đà Nẵng liên tục chứng kiến những trận mưa vượt ngưỡng lịch sử, có những khu phố ngập gần 2 mét. Đến cả những vùng núi cao như Đà Lạt, Tây Nguyên, các tỉnh miền núi phía Bắc cũng không thoát cảnh ngập. Hình ảnh hiệu trưởng trường tiểu học ở Cao Bằng phải bơi vào trường làm nhiều người khó mà hình dung, đến cả vùng núi cao Đông Bắc cũng có những khu vực ngập sâu như vậy. Theo các chuyên gia, ngập lụt, sụt lún đang ngày càng lan rộng, lan nhanh, một phần là do hệ lụy từ biến đổi khí hậu. Trong đó, hiện tượng thời tiết bất thường, thậm chí là dị biệt ngày càng xuất hiện nhiều. Chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan nhìn nhận, những diễn biến cực đoan của thời tiết là biểu hiện rõ nét của tác động từ biến đổi khí hậu. Mưa lũ tràn về từ tháng 4 thay vì thường là tháng 8. Mùa mưa nhưng nắng nóng phủ rộng, nhiệt độ mùa đông xuống thấp hơn, mùa hè lại cao hơn và kéo dài. Nếu ngày trước lượng mưa trung bình năm đo được khoảng 2000mm, bây giờ đạt từ 2100 đến 2200mm. Đáng lo ngại là mưa gió đi về các thái cực, lúc ít quá, lúc lại đổ xuống nhiều quá. Hay như nước triều dâng, thay vì lên đỉnh vào tháng 11, tháng 12, thì nay có thời điểm lại lên cao ngay từ tháng 9. Diễn biến thời tiết cực đoan khiến các biện pháp ứng phó rất bị động. Cùng lúc nếu mưa ào xuống, triều ào lên thì không hệ thống thoát nước nào chịu nổi, không thể tránh khỏi ngập. Trong khi tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị đang phát triển như Bình Dương, Đồng Nai, tình trạng bê tông quá diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Cao ốc, nhà cao tầng khiến hiệu ứng nhiệt tăng lên, lưu thông, không khí bị cản lại. Nó còn lấp hết các đường thoát nước tự nhiên gây ngập úng triền miên. Đô thị quá nhanh cũng để lại hệ lụy khi quy hoạch lệch pha giữa giao thông và xây dựng. Hệ thống thoát nước không theo kịp tốc độ đô thị quá, dòng chảy bị lấn chiếm. Nhiều người đồng tình chính tốc độ đô thị quá là nguyên nhân dẫn đến tốc độ thoát nước trong những cơn mưa lớn tại các thành phố chậm hơn, khiến phố hóa sông. Bởi trước đây, đô thị chưa phát triển, các công trình không nhiều thì việc ngập úng kéo dài rất hiếm gặp. Nhưng giả sử giờ có bỏ hết bê tông đi thì ai dám chắc đường sẽ hết ngập. Khi mà đứng trước diễn tiến khí hậu biến đổi thì nước biển vẫn dâng, triều cường vẫn lên, các đô thị vẫn ngập. Yếu tố lớn nhất vẫn là do hệ quả của biến đổi khí hậu. Để đối phó với những thách thức này, quy hoạch đô thị đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhiều chuyên gia đồng tình việc xây dựng các công trình hạ tầng xanh, tăng cường không gian mở là những giải pháp thiết thực để thích ứng với biến đổi khí hậu.
Chuyên gia đô thị, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng nhiều đô thị ở nước ta có hạ tầng thoát nước không tương xứng với diện tích sàn mét vuông đất tăng thêm. Nhiều khu vực chỉ xây nhà mà không có hạ tầng thoát nước, hay việc phát triển bê tông quá cao nhưng lại dành rất ít không gian xanh cho mặt nước. Và điều này đặc biệt nghiêm trọng hơn với những vùng đất cao bởi có thêm yếu tố về độ dốc, nước không có chỗ thấm, theo dốc đổ xuống sẽ càng khó thoát, sinh ra lũ. Muốn giải quyết tận gốc vấn đề ngập lụt, các thành phố cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển không gian và phát triển hạ tầng, cơ cấu lại tổ chức quản lý đô thị, trong đó quy hoạch lại không gian dành cho nước. Những khu vực đang có công viên bị lấn chiếm, sông hồ bị lấp nên trả lại không gian xanh. Những khu vực xây dựng dày đặc không còn diện tích, không gian xanh mặt nước nữa thì buộc phải có những giải pháp công trình như xây hồ, điều tiết ngầm. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thừa nhận công tác quy hoạch hiện chưa đáp ứng được dự báo cũng như đáp ứng các yêu cầu để phòng chống ngập úng đô thị. Bộ đưa ra các giải pháp. Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện pháp luật về cơ chế chính sách có liên quan đến công tác thoát nước cũng như xử lý nước thải. Trong đó tập trung xây dựng luật quy hoạch đô thị nông thôn, luật cấp thoát nước, luật quản lý phát triển đô thị và những hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức có liên quan đến xử lý nước thải. Thứ hai là nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị. Thứ ba là tập trung nguồn lực để xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị để đảm bảo công tác thoát nước cũng như xử lý nước thải đô thị. Thứ tư là tiếp tục rà soát, tập trung hướng dẫn, đôn đốc, thanh kiểm tra các địa phương để triển khai các quy hoạch cũng như các quy định pháp luật trong công tác xử lý thoát nước thải đô thị. Các chuyên gia khí hậu liên tục cảnh báo về những diễn biến cực đoan của thời tiết trong tương lai. Để xây dựng một thành phố an toàn và bền vững, chúng ta cần có một quy hoạch thoát nước và ngăn triều dựa trên các kịch bản thiên tai cực đoan. Đây là yếu tố quyết định đến sự sống còn của đô thị ở nước ta.